lên lên đây nghe thầy nói mấy em, lên đây. Rồi các bạn ơi, vô bên đây, bên đây, bên nào cho bên em tập. Sáng mai chụp cho sáng mai anh chụp, tối quá anh không chụp được đâu. Mấy em ngồi dồn vô đây nè, ngồi dồn vô đi, ngồi dồn vô. Chị đó vậy anh đi. Rồi bạn nào mà hồi chiều này ở nhà ăn lấy bóng của các em. Ngồi xuống đi em. Thôi ông đến đi ông. Thôi các bạn nghe thầy nói thôi rồi không khóc nữa. Cuộc vui nào thì cũng có lúc phải kết thúc. Ngày mai, tối nay là muốn các bạn ngủ sớm để lấy sức khỏe. Sáng mai chúng ta còn nguyên buổi sáng, các bạn có thể xin vị trí với nhau, xin số điện thoại để thông tin liên lạc với nhau. Nếu không phải đi hết tham gia rồi là chúng ta không còn gặp nhau nữa. Các bạn có thể xin được số điện thoại với nhau sáng mai, tranh thủ nha. Tối nay lên văn mùng ngủ sớm cho thầy. Nhét hai cái văn thỏ vô. Để sao ngồi lên. Chỗ này phải chỗ của mày đâu. Đi để lên. Đi ra sao? Để lên. Mày đi ra sao? Mày ngồi ai cho mày ngồi đó hả? Rồi. Tối nay lên văn mùng ngủ sớm cho thầy. Sáng mai khi các bạn xuống dưới đây nghe thầy dặn kỹ nha, kiểm tra hết phòng của mình, gom toàn bộ đồ đạc mình cho cứng vào ba lê mình lấy hết. Thôi thôi, đứng nghe thầy dặn. Thầy